Hiện tại bây giờ thì gà đưa chị và lại chú ra phía sau ở bệnh viện cả nhà. Ở chỗ đây thì là cái nơi mà thờ các vị thần ở đây nè. Thì chị với lại chú có thể là cầu nguyện Mẹ Quan Âm với lại Phật á, cầu nguyện được cái sự bình an cho gia đình của mình vào sáng ngày mai. Cầu xin Mẹ Quan Âm Bồ Tát phù hộ cho con được cho phù hộ từ ra phẫu thuật này thành công tốt đẹp để con có thể trở về với gia đình, về với cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Con cầu xin mẹ phù hộ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cầu xin Mẹ Quan Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi phù hộ cho con và phù hộ cho chuyến tra phẫu thuật này thành công tốt đẹp, để con được có cơ hội trở về với cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Con thành tâm thành ý cầu xin mẹ phù hộ cho con mau sớm hết bệnh và mau sớm khỏe lại để cuộc sống bình thường. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Quan Âm Mẹ Quan Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu độ cứu nạn phù hộ cho con, thường cho ca phẫu thuật này thành công tốt đẹp, cho con được có cơ hội về với gia đình, về với cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Con thành tâm thành ý chắp tay xin cầu xin mẹ phù hộ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Cầu xin Mẹ Quan Âm Bồ Tát thương xót cho con, thương xót cho thân thể của con, phù hộ cho con được gặp thầy gặp thuốc gặp bác sĩ giỏi, để con có cơ hội được phẫu thuật thành công tốt đẹp, để con có cơ hội về với gia đình, về với cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Con cầu xin mẹ phù hộ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Cầu xin Bồ Tát Từ Đại Bi, xin Phật tử, cầu xin các vị thần phù hộ cho con, che chở cho con, cho ca phẫu thuật này thành công tốt đẹp, cho con mau sớm hết bệnh, để với cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Nay con xin chắp tay thành tâm thành ý cầu xin mẹ phù hộ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Cầu xin Phật tổ, cầu xin mẹ Quan Âm, cầu xin các vị thần hãy phù hộ cho con, phù hộ cho gia phẫu thuật này thành công tốt đẹp. Con cầu xin mẹ Quan Âm phù hộ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di
Gà xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình của mình. Thì hiện tại bây giờ Gà đang ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương cùng với lại chú với lại chị nè. Thì chị có thể là chia sẻ trong cái thời gian qua là mình đi khám bệnh như thế nào, bác sĩ dặn dặn mình như thế nào, thì có thể chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị không chị? Dạ, hồi mình mới vô á, bác sĩ có nói là dạng này nọ là không được ăn mấy cái thứ độc á. Rồi luôn hồi hồi nãy bác sĩ kêu vô phòng cái hội chẩn, các bác sĩ ngồi đó cho các bác sĩ xem cái cục này nó phải cắt như thế nào á. Rồi họ họ chẩn hội chẩn xong rồi bác sĩ Trung gì đó nói với chị là nếu mà mổ thì có rủi ro gì, thì như một bên mắt thì nó hơi bị hở á, nhưng mà mình nhắm lại nhớ có rủi ro á, nó bị hở lại, mình nhắm là bị hở lại, còn cái miệng thì nó bị lệch, hơi lệch á, nếu mà rủi ro á. Bác sĩ bảo thế có chấp nhận không, chị nói có, như thế nào chị cũng chấp nhận mổ, chị nói chết cũng phải mổ. Ông nói rồi bác sĩ bảo cũng phải quyết định mổ luôn hả, chị nói ừ phải mổ chứ, đến đây rồi thì quyết định là phải mổ. Bác sĩ nói không sợ chết à, chị nói không, bác sĩ Trung nói như vậy. Thì chị yên tâm nha, tại vì Dạ tất cả những ca phẫu thuật, tất cả mọi người luôn chứ dạ không phải là riêng mình, dạ là bác sĩ đều phải hỏi ý kiến của gia đình và dạ ý kiến của bệnh nhân dạ để cho bác sĩ có thể là yên tâm và phẫu thuật và mổ cho mình. Dạ. Thì mình phải tin vào bác sĩ nha, Dạ. mình tin là khoa học bây giờ. Dạ chị cũng tin nên nên mới chấp nhận, quyết định chấp nhận. Bác sĩ cũng nói bây giờ có thể rút lui là được á, nếu sợ chết chị nói không sợ, nếu đến đây rồi thì phải quyết định mổ. Bác sĩ Trung nói vậy. Thì khi mà mình bước vô trong bệnh viện, vô phòng cấp cứu á cả nhà, thì tất cả mọi người, tất cả bệnh nhân đều phải ký một cái giấy cam kết là mình chấp nhận vô đây để khám chữa bệnh nha cả nhà nha. Không chỉ riêng chị, thì chị đã sẵn sàng để cho ca phẫu thuật này cho chị. Dạ chị sẵn sàng rồi, hồi nãy bác sĩ kêu qua ký giấy phẫu thuật á. Dạ chị cũng quyết định chính xác luôn là đó là quyết định phải mổ. Dạ Nên là chị mới cạo cái tóc của mình đó cả nhà. Chú có suy nghĩ gì không chú? không à, không suy nghĩ gì hết, cứ quyết định cho bác sĩ nó làm. Tại vì bác sĩ hồi nãy có nói với chú, nếu mà ca mổ cho con mình này là nếu mà mổ ở đây mình không có một chỗ ở đây, nhưng mà lấy có thể mà lấy của cái da chỗ khác mà đắp lại chỗ cái mình mổ đó là mình có chấp nhận không? Nó không nói như vậy. Còn cái con mắt là nói mổ là hồi nãy cái ông bố nó liên quan, nó ăn tới gần con mắt này, nó như cái hầm của mình là nó nói bị lệch cái hầm một bên là chịu không? Nói cũng được, nhưng là con người mổ được à, là chú cũng quyết định là ký giấy lang tay rồi á. Thì Gà cũng muốn là chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị là cái bú của chị nó rất là to, nó đã kéo dài đến 18 năm rồi cả nhà. Thì bác sĩ có chia sẻ với Gà, thì Gà muốn chia sẻ rõ ràng đến tất cả cô chú anh chị hơn. Thì cái bú á, là nó đã cái rễ của nó cả nhà, nó ăn lên tới não 50% rồi, với lại nó ăn vô trong cái con mắt của chị, cái con mắt này nè cả nhà, đó con mắt của chị với lại cái hàm của chị là nó bị lệch ra một bên. Thì cả nhà mình cũng xem và thấy, thì bác sĩ nói rất là rõ ràng và giải thích cho mình rất là rõ ràng, rất là kỹ luôn cả nhà. Nếu như mà mình đồng ý mổ thì mình có thể là ký vào giấy để cho bác sĩ là bác sĩ mổ, còn mà mình không đồng ý mổ thì bác sĩ có thể là dời ngày lại cho mình, hoặc là mình có thể đi về đó. Thì đó là ý kiến của bác sĩ, còn do quyết định hay không là do mình. Thì chú với lại chị là quyết định là mổ đúng không chú? Đúng, quyết định mổ. Trong thời gian qua thì chú có mình cảm thấy là hồi hộp hay là như thế nào chú?
Thời gian qua là mà chưa có bác sĩ mà chưa nhận á, là chú lo. Còn ở đây bác sĩ là nhận nhận mẫu con mình rồi, mình phải có vui trong lòng mình. Như khi Đây là cũng mà may cho chú luôn. nhưng khi chú với lại chị đến bệnh viện này thì mình cảm thấy bệnh viện ở đây như thế nào, bác sĩ như thế nào đối với mình? Bác sĩ ở đây là thế, là cái gì là cũng tốt cho mình, không có như như chỗ khác. Nhưng cái gì là nó cũng mình không biết, mình hỏi nó là nó cũng nói rõ ràng cho mình hiểu biết này kia, còn nói không có nói gì hết, không nói tào lao với người bệnh, với chủ nhà. Mình không biết là hỏi hỏi bác sĩ nói rất rất rõ ràng, rất tình cảm, rất ấy vậy. Như bác sĩ ở đây là lo lắng cho mình là rất là nhiệt tình đúng không chú? Đúng. Thì bác sĩ đã đưa chị vô trong đây và cảm thấy cái căn phòng này nó rất là đặc biệt nha cả nhà. Có tủ lạnh nè, rồi có chỗ cho mình ăn uống, rồi máy lạnh, máy quạt đồ đầy đủ hết luôn nha cả nhà nha. Máy lạnh ở trên đây, máy quạt ở trên trần nhà nè. Thì mình có thể sử dụng một phòng á, một bên giường kia á, là của chị, còn một bên giường bên đây á, là của chú. Thì chú nằm ở đây ngủ và để coi giữ chị cho cả nhà. Đó, gà thấy ở đây là rất là chu đáo và sạch sẽ luôn. Thì chị đã cạo đi cái phần tóc của mình nè. Dạ, hồi nãy bác sĩ chẩn đoán xong là nói chị quyết định mổ là các bác sĩ y tá cạo, lấy cái cạo cho chị nó cạo sạch sẽ hơn luôn. Cạo đi cái phần tóc của chị nè cả nhà. Đó, để mình sẵn sàng và chuẩn bị ngày mai mình phẫu thuật cái bướu này. Rất là to luôn cả nhà. Nó ăn sâu vào trong não của chị luôn. Thì cái ca mổ ở đây á, bác sĩ cũng có nói nếu như mình mà không không mổ, không phẫu thuật đi á, thì cái rễ của cái bướu á, nó càng ngày nó càng ăn sâu hơn thì nguy hiểm đến tính mạng của mình. Đó, nên là chị với lại chú đã suy nghĩ rất là kỹ đúng không chú? Đúng. Suy nghĩ rất là kỹ thì quyết định là sẽ mổ vào sáng ngày mai nha cả nhà nha. Gà cũng mong là tất cả cô chú anh chị xem được cái video này của gà có thể là gửi một cái lời cầu nguyện, một cái lời bình an đến cho chị để chị có thể là mổ cái căn bệnh này, cái bướu này thành công 100% để chị có thể là trở về nhà sống như bao người khác. Đồ ăn trong đó hả chú? Đồ ăn ở đây, Hòa ở chuối, đây, dạ trái cây. Cái này là chú mua ở đâu vậy? ở đây của bên họ làm ở đây nè, họ Lý làm ở đây nè, nó cho chú, nó thấy con mình nó bị vậy nó thương á. Là tặng cho mình để mình ăn uống. Nó được cái Một cái phòng rất là đẹp luôn cả nhà, có cả tivi nữa dành cho người bệnh đó nha cả nhà nha. Đó, có tivi cho mình luôn để mình coi. Mình coi để thoải mái tinh thần của mình á. Rất là đầy đủ tiện nghi luôn. Ở đây còn đẹp nữa chú thích ở đây không? đẹp. Nói vì bệnh viện này thiết bị nó hơn người ta hết, thiết bị nó hơn bệnh viện khác, cái gì cũng có đầy đủ trong cái bệnh phòng bệnh nhân. Đóng lại đi chú để tốn điện. Nó đẹp luôn. Chú vô đây chú thấy thoải mái đúng không chú? Thoải mái, Cái giường của chú nằm chú thấy thoải mái không? Buổi nay ngủ được không? ngủ được. Hồi nãy á, là bác sĩ có dặn em là nói lại với chú với lại chị á, là bây giờ là mình có thể là ăn uống thoải mái, mình cố gắng mình ăn nhiều vô. Nhưng mà từ đây cho đến 10 giờ tối á, là mình không được ăn nữa. Từ 10 giờ cho đến sáng là mình không được ăn, không được uống, kể cả nước lọc mình cũng không uống luôn. Dạ hả? Nhà chú phải dặn chị nha, là sáng sớm là mình rửa mặt sạch sẽ thôi. Thì bác sĩ nói là 7 giờ rưỡi thì mình bắt đầu là sẽ mổ, nên là mình không được ăn uống gì hết. Tí nữa là chị ăn uống cho nhiều vô nha, rồi chị có đi vệ sinh gì đó mình đi vệ sinh cho sạch sẽ ha, rồi chuẩn bị sáng ngày là mình có thể là bác sĩ sẽ đưa mình đi mổ. Hôm bữa là mình đi vô đây á, thì khi mà mình bị cướp á, thì chú với lại chị cảm thấy như thế nào? Chú thật sợ. Chú thấy sợ hả?
lúc lúc đó là con cảm thấy phải nói là con rất là buồn luôn á chú. Giấy tờ là điện thoại của con mất hết luôn, mất hết tất cả mọi thứ luôn. Rồi chú nhìn thấy cái người mà tới chỗ xe mình phải không chú? Lúc đó là chú không để ý, chú tưởng là mấy người ta là đi về coi đá banh gì đó, Dạ. hai ông lớn lớn to con gì đó, mà một người mặc áo đen, còn người người một người nữa là cũng mặc áo gió nữa, Dạ. áo khoác á, Nó khóc đen luôn. mà nó đi ngang xe mình, đâu có thấy nó rơ xe mình đâu, đi ngang xe mình thấy thấy mình ngồi đó. Dạ. Nhưng mà lúc đó là thấy là bên bên con kia là cửa cửa bên phải của mình á, là thấy thấy hở rồi. Dạ. Lúc đó là chú thức dậy xong là mới thấy nó ngay cửa của chú, ghế của chú ngồi. Dạ. Là lỡ lúc mà chú thức dậy á là chú thấy là cái cửa cái chỗ con là mở ra, Mở ra rồi. mở tàng quẹt ra luôn. Là lúc đó là người ta làm, người ta ấy cửa ấy đồ là chú không có biết gì hết, Không biết. chú ngủ mê man luôn. Không biết luôn. Mà lúc đó mà chú mà thức dậy em thấy nóng quá mà chú mới thức dậy, mà xong là mới thấy ông kia, mới thấy ông đi ngang xe mình á, xong là chú là cởi áo bỏ trong xe, xong mà đi 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 ngoài vậy, xong là vô xe lại, chú vô xe lại bắt đầu là nghe 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 tài xế nói một tiếng, nói là nó nói ố mình bị cúp niệm, nói mình bị cúp, mình tưởng nó giỡn, mình tưởng nó giỡn, xong là nó nói hoài, nó hoài thật, tưởng là chú là mê kể cho cháu nghe là hai thằng đi ngang xe mình. Lúc đó chị nghe tin, chị có cả chị có cảm nghĩ gì chị? Lúc đó nghe tin cái nói là cướp á, chị ngồi dậy, chị tưởng là cũng tưởng là nó giỡn. Rồi sau đó là thấy em tìm cái điện thoại rồi không thấy, rồi tìm đằng sau cũng không thấy luôn, mới biết đó là cướp thiệt. Nhưng mà lúc đó chị lo lắm, chị cũng hơi buồn nữa, rất là buồn khi mà nghe được cái tin mà bị cướp cái điện thoại, hai cái điện thoại, rồi cả một cái bóp, rồi cả giấy tờ liên quan tới gì đó trong đó quan trọng gì đó, chị thấy rất buồn. Lúc đó em cũng buồn dữ lắm, em buồn phải nói là gà cũng rất là buồn cả nhà. Nhưng mà cái chuyến đi á, cái chuyến đi hôm nay á, là gà muốn là mục tiêu của gà là muốn đưa chị đến bệnh viện để cho bác sĩ có thể là hội chẩn và khám cho chị, để chị có một cái cuộc phẫu thuật thành công cả nhà. Còn tất cả mọi giấy tờ thì gà có thể làm lại được, gà có thể là tiền bạc đồ mất á, mình có thể kiếm lại được. Nhưng mà gà muốn là đưa chị vô đây để cho chị có một cái ca phẫu thuật thành công, nên là gà đã bỏ hết tất cả và đưa chị vô thẳng ở trong bệnh viện ở trong đây luôn cả nhà. Thì cho đến hôm nay thì gà nghe bác sĩ nói là sáng ngày mai là phẫu thuật cho chị, thì gà cũng cảm thấy rất là vui. Chỉ cần chị được bình an thì mình cảm thấy trong lòng mình có vui, mình có thể làm lại từ đầu nó tất cả. Thì chú với chị cũng đừng có suy nghĩ gì nhiều ha, Không có. mình đừng có suy nghĩ gì hết đó. Con sẽ cố gắng sắp xếp và làm tất cả mọi thứ cho gia đình của mình. Chị á, riêng đặc biệt là chị nha, mình phải lạc quan lên, mình đừng có suy nghĩ gì hết, mình phải lạc quan lên, mình phải có cái sức sống mãnh liệt á. Chị thì đến đây không hiểu sao thì chị không có thấy sợ cái gì hết á. Không thấy sợ. Dạ, chị thấy bên rất là bình thường á. Chị đến là chị cảm thấy mình được an toàn hơn đúng Dạ, không? rất an toàn khi Rồi mà nghe chị được. qua những bệnh viện kia chị cảm thấy sao? Lúc đó lúc mà vô bệnh viện ung bướu chị hơi lo lắm, tại vì chị biết biết rõ hơn năm trước là vô đó rồi người ta không có làm được á. Nếu mà vô nữa chị chắc chắn là họ cũng từ chối, nên lúc đó là đi tới bệnh viện đó là chị buồn buồn rồi cảm thấy lo. Bây giờ thì lúc mà em nói có cái bác sĩ nào em liên hệ được cái bác sĩ gì đó mà giỏi, ổng chịu chấp nhận mổ cái cục bú của chị á, lúc đó chị vui lắm. Đến đây chị cũng không có suy nghĩ cái gì hết, cũng không thấy sợ. Rồi bác sĩ có chia sẻ với cả nhà mình là nói chị có sợ chết không?
Lúc đó là chị có suy nghĩ gì không? Dạ có, hồi nãy vào phòng hội chẩn thì bác sĩ Trung cũng nói với chị, bảo là có sợ chết không? Chị nói không. Nếu mà gặp rủi ro gì thì nếu mà cái cặp mắt bên này nó hơi hơi bị lệch, hoặc là mình nhắm mắt ngủ nó hơi mở hả, thì bảo là có đồng ý không, có chịu không? Chị nói cũng chịu, bác sĩ làm như thế nào cũng chịu hết, biết đâu là mình mổ xong rồi mình có cơ hội được sống lâu, ông nói như vậy. Thì anh bác sĩ cũng có chia sẻ với gà cả nhà, thì anh cũng nói với gà thì kêu gà là chia sẻ lại đến với gia đình, thì kêu gia đình là suy nghĩ thật là kỹ khi đến đây mổ, tại vì anh cũng có chia sẻ, anh nói cũng có nhiều bệnh nhân đến đây nhưng mà bị bệnh bú quá cả nhà, nhưng mà bệnh nhân là không có muốn mổ, tại vì bệnh nhân muốn là lấy cái hình ảnh bị bệnh như thế này để đưa đến tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân, và có thể là cô chú anh chị mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình có một số tiền, đến khi nào mà cô chú không còn ủng hộ nữa thì gia đình mới mổ đó. Thì anh cũng có chia sẻ với gà như vậy, thì gà cũng có nói với lại gia đình là gia đình như chị á, lúc mà gà trao cái số tiền của cô chú anh chị mạnh thường quân thì gia đình là chỉ nghĩ là để đi chữa bệnh thôi, không dám sử dụng bất cứ một đồng nào. Thì cái hình ảnh của chị đó là gà không cho bất cứ ai quay phim hết, tại vì gà sợ là người ta lấy cái hình ảnh của chị để đăng lên trên Facebook hoặc là trên YouTube để có thể là dùng cái hình ảnh và lừa cô chú anh chị mạnh thường quân để lấy tiền ở cả nhà, nên là gà đã dặn chị và là chú là không cho ai quay phim hết. Còn cái số tiền của gia đình đó, cô chú anh chị mạnh thường quân đã ủng hộ thì gia đình không có dám sử dụng. Khi mà đến bệnh viện thì bác sĩ có nói là hãy yên tâm, yên tâm thì bác sĩ là chú cho mình là miễn phí 100% hết luôn. Còn mình có mua cái gì vật dụng á, ở bên ngoài á, mình mua cái gì á, thì bác sĩ khi mà chữa bệnh cho chị xong thì bác sĩ sẽ trả lại cái số tiền đó cho mình. Đó thì chị lại chú là yên tâm nha. Chú biết là cả ngày hôm nay là con chạy tới chạy lui để giúp đỡ cho gia đình của mình mà con chưa có ăn luôn á. Cái tay con mà con cũng quay phim mà con run tay luôn á chú. Run tay mà đói, vì đói run tay á. Đi phải có ăn chứ, cháu à. Đi phải có ăn chứ, nhưng mà cháu làm mấy cái gì rồi, sức đâu mà làm. Cái bản tính của con á là thật sự ra là con ham làm đó, với lại con phải nói là con rất rất là thương người, tại vì á như ví dụ như chị á, là con đi làm tất cả để có thể là giúp đỡ cho chị, tại vì cái bú của chị nó rất là quan trọng đó, nên là con chạy vô này chạy vô kia để có thể là giúp đỡ cho gia đình của mình. Như hôm qua đồ gà cũng chạy đi chỗ này chỗ kia cả nhà, cũng có cô chú anh chị mạnh thường quân ủng hộ cho chị để cho chị có cái kinh phí á, thì mạnh thường quân kêu gà đến Sài Gòn á, để lấy tiền, chứ còn chuyển khoản qua cho gà thì mạnh thường quân không có chuyển khoản á cả nhà, tại vì mạnh thường quân là muốn nhìn thấy cái gương mặt của gà sợ bị lừa á, nên là gà phải chạy lên Sài Gòn 30-40 cây số gì đó, đi đi về về cũng 70-80 cây, thì gà đi lên đó để gặp mạnh thường quân và ủng hộ cho chị. Gà đi một mình cả nhà, đi lên trên đó một mình, còn chú ở dưới đây thì chăm sóc cho chị này kia, nếu có chuyện gì thì chú liên hệ với gà, nên là gà vừa mới chạy về tới đây luôn, mình chưa ăn cái gì mà mình cầm cái máy quay lên mình run tay run chân hết. Chị phải vui lên nha chị nha, phải vui lên, tối nay á mình phải đọc kinh cầu nguyện với cha, cầu nguyện với chú, mình hãy cầu nguyện với tất cả, cầu nguyện với trời Phật nha, để ban lại sự bình an cho mình nha, vui vẻ lên nha. Thì bây giờ chú thấy chị như thế nào chú? Thấy giống như mục sư của chùa vậy đó. Thế cạo đầu cũng đẹp đấy chứ. Thế để tóc trước thứ sáu những vấn đề thấy đẹp giống như mục sư chùa, Mà sao chùa hả? giống như thầy chùa. Thầy chùa. Lúc 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 mà bác sĩ cạo đầu cho mình là chị có suy nghĩ gì không? Không, chị không có suy nghĩ gì hết, tại vì chị cảm thấy rất là vui khi mà được bác sĩ nói là quyết định mổ á, chị quyết định mổ rồi á. Chị không có suy nghĩ gì, dù có xuống tóc hay là cái gì á, bị cái gì chị cũng chấp nhận, không có thấy buồn gì hết. Vui vì bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình á, từ từ y tá tới cái bác sĩ, như bác sĩ Trung á, các bác sĩ khác á.
Đối xử rất là tốt, Dạ. nên là chị cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Ở đây thì họ chữa bệnh cho mình là miễn phí 100%. Dạ. Nhưng mà mình cảm thấy ở đây là thoải mái hơn là những chỗ mà mình chữa có tiền. Dạ. Thoải mái hơn rất là nhiều. Tại vì con cũng thấy ở đây rất là thoải mái chú ạ. Thoải mái hơn. Khi mà đến đây khám bệnh rồi mình đi lấy máu này, xét nghiệm máu này, là mình chụp siêu âm, mình siêu âm rồi chụp MRI đồ, tất cả mọi thứ thì ở đây là bác sĩ họ rất là như là họ rất là niềm nở cả nhà, nhiệt tình, mình cảm thấy trong lòng mình rất là vui. Chị vô đây là chị có sợ không, những lúc trước không? Không, Không chị vô sợ. đây là không có thấy sợ hay lo sợ cái gì hết á. Từ lúc mà vào đây á, cảm thấy nó thoải mái, tinh thần nó thoải mái, vui vẻ hơn. Rồi bây giờ em cũng xin phép chú và là chị và tất cả cô chú anh chị là gà cũng quay trở về cái khách sạn gà đang ngủ quá cả nhà, để cho chị giữ gìn sức khỏe, để chị có cái tinh thần thoải mái sáng mai là chị mổ phẫu thuật cái ca mổ của mình á. Với lại ở đây là người ta đóng cửa không có cho mình vô nữa, chỉ một mình chú thôi, gà thì gà không có được ở đây lâu, tại vì cái khu vực đây là cái khu vực cấp cứu á cả nhà. Thì chị với lại chú nghỉ ngơi sớm nha, chú đừng có cho chị thức khuya nha, là mình ăn uống xong là nghỉ ngơi sớm. Thì giờ gà cũng xin tạm dừng video tại đây nha cả nhà, cả nhà đừng có quên gửi một lời chúc tốt đẹp đến với chị vào ngày mai nha. Thì gà sẽ cập nhật cái tình hình của chị đến tất cả cô chú anh chị để cho cô chú anh chị biết nha cả nhà mình nha. Chúc cho tất cả cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống, và chúc cho chị một ca mổ thật là thành công nha. Dạ. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye cả nhà.